liên quan đến tiến độ thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí làng Vân, Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu cho biết, trong giai đoạn 1 có tổng số 1389 hồ sơ, diện tích tương ứng hơn 914 ha. Đến nay đã giải phóng mặt bằng được 595 ha, tương ứng 1123 hồ sơ. Quận đã bàn giao cho nhà đầu tư hai đợt với tổng diện tích bàn giao hơn 593 ha. Trong giai đoạn 2, việc điều chỉnh quy hoạch làm phát sinh phần diện tích khoảng 153 ha ngoài phần diện tích của giai đoạn 1. Đến nay, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã đo đạt được 296 thửa và quận đã phát hành thông báo thu hồi đất cho 222 hồ sơ, đồng thời tiến hành kiểm đếm theo quy định. Qua kiểm tra thực tế mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 31 tháng 5 năm 2022.